Anh ơi, anh à, anh ơi, anh, nè anh à, đứng lại, anh à, nè, anh à. À, mũ bảo hiểm nữa. À, đi anh. Dạ đây. Nhớ đừng uống thường xuyên nha. Đây là lần đầu tiên đó. Thuốc này uống làm sao vậy? Trước khi ăn hay sau khi ăn? Khẩn cấp như vậy, lần đầu thì uống một viên trước, 12 tiếng sau uống thêm một viên nữa là được, đọc hướng dẫn trong đó đó. Nếu có gì thắc mắc cô cứ hỏi nha. Cảm ơn nha. Tốt nhất là cô nên kiểm tra luôn HIV đi ha. Hả? Phải kiểm tra luôn hả? Phải. Ừ. Alo. Mình xin lỗi nha, để mình chạy vào ngay lập tức. Đang đi. Nè anh cầm giùm đi. Đi nha cô. Một trăm hai mươi cô ơi. À, được rồi. Nè, xin lỗi nha, mình đến trễ, xin lỗi nha. Không có sao đâu, mình cũng đến giờ đi làm rồi. Thiên có ổn không đó? Ổn mà, mình rất là ổn. Nếu vậy cầm cái này đi, thay đồ đi. Còn cái này thì mang đến chỗ thanh toán sau khi Thiên thay đồ nha. Nếu như có vấn đề gì thì nói chuyện sau ha. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm nha. Hay không có gì đâu. À, khoan đã. Đêm qua có ngủ không vậy? Có ngủ. Ngủ ngon lắm luôn đó. Đi đi, đi làm đi. Không thôi là không kịp, lại trễ giờ làm nữa đó. Đi đi. Dạ đây. Cô ơi. Cô ơi. Còn thiếu 15 bạc. Dạ. Dạ đây. Cảm ơn cô. Mời nhận thuốc ở quầy kế bên nha. Dạ. Tốt nhất là cô nên kiểm tra luôn HIV đi ha. Hả? Phải kiểm tra luôn hả? Phải. Mẹ. Con, tới đúng lúc vậy. Dạ. Mẹ thấy sao rồi? Mẹ khỏe chưa? Có mệt không hả? Đi đâu cả ngày vậy? Tại vì hôm qua
con phải đi dạy thêm cho học sinh chuẩn bị thi. Con dạy xong là tới khuya luôn đó mẹ. Hèn gì, đêm qua không thấy con vào thăm mẹ. Vì con lỡ nhận đi dẫn chương trình cho người ta. Xong việc thì đã rất là khuya, cho nên con không muốn vào thăm mẹ lúc khuya như vậy để mẹ còn ngủ nghỉ nữa. Vậy cũng được. Từ từ thôi nha mẹ. Đi làm về khuya quá thì con về nhà ngủ đi. Lái xe chạy về nguy hiểm lắm, mẹ lo cho con lắm đó. Mẹ không cần phải lo đâu, con là siêu nhân nha mẹ. Nè mẹ xem có khỏe không? Khỏe lắm được đó rồi, được mẹ đừng rồi, lo nha. Được rồi mà. Cũng tại vì mẹ hết mà phải tốn nhiều khoản tiền chi trả, rồi còn tiền nhà, tiền nằm viện nữa chứ. Hết bao nhiêu tiền rồi hả? Ê, mẹ đừng lo, mẹ xem làm gì, tốn có một chút à. Chút xíu thôi, ít thôi, con vẫn thấy bình thường. Hả? Con kể chuyện này hay hơn, con có tin vui cho mẹ đây. Bác sĩ nói là hôm nay mẹ về nhà được rồi. Được rồi. Vậy chúng ta về nhà nha mẹ, để con đi dọn đồ cho mẹ ha. Mẹ đi thay quần áo đi. Được rồi. Nếu như anh vẫn còn sống thì tốt biết mấy. Anh Qua, anh Qua có quyền gì mà yêu cầu khóa thẻ của bác chứ? Đó là thẻ của bác. Phải, là thẻ của bác. Nhưng khi thanh toán tiền, bác dùng tiền quỹ để thanh toán. Thì đã làm sao chứ, bác cũng là chủ của ngân hàng này mà. Làm chủ mà không làm việc thì không gọi là chủ đâu bác. Họ chỉ gọi là người có cổ phần thôi. Như vậy thì làm sao? Ai làm việc thì cứ nhận tiền lương đi. Còn bác là cổ đông của ngân hàng, bác có quyền sử dụng thẻ của bác chứ. Nếu như bác còn tiếp tục làm như vậy, coi chừng sẽ bị đuổi việc đó. Ai dám đuổi? Ai đuổi hả mẹ? Ai đuổi con? Bởi vì anh sẽ là người đuổi bác. Bác, bình tĩnh lại đi con. Bình mẹ tĩnh lại đi. Nhìn anh thôi mà. Em làm như vậy là sao hả? Một lần mua túi sách lại tới tận 2-3 triệu. Quần áo thì mỗi tháng lại cứ mua sắm thêm. Chúng ta là chủ của ngân hàng, nhưng chúng ta không thể nào in tiền được đâu. Dùng não của mình suy nghĩ đi. Con... Anh Quá, anh đừng có nói với em kiểu đó. Sao anh có thể nói bác như vậy chứ? Anh nói bác không có dừng não lại. Nói thôi đi mà bác hả? À, đủ rồi. Đủ rồi con à. Con mở thẻ lại cho em sử dụng như bình thường đi. Như bình thường là sao hả mẹ? Việc xài tiền của bác không bình thường đâu mẹ à. Mẹ xin con, mẹ ra lệnh mở thẻ lại cho em ngay. Anh Quá, bác nói anh mở lại thẻ cho bác ngay đi. Bác đủ rồi. Đừng con à. Bình tĩnh lại đi. Quá à. Cơ Lắc à, cô vào gặp tôi một chút. Dạ. Giúp tôi mở lại thẻ cho cô Racticon, sử dụng lại bình thường đi. Dạ, tôi làm liền. Một tiếng nữa bác sẽ đi lấy túi sách mới đã đặt mua. Không được khóa thẻ đâu đó. Đứng đây làm gì nữa? Làm ngay đi chứ. Dạ. Qua giúp em xem như là giúp mẹ đi. Mẹ mẹ, không cần đâu, để con. Rồi, mẹ vào nhà đi. Về nhà con thoải mái mẹ ha. Con có tự biết chăm sóc mình không đó. Dạ. Nè, nè, mẹ ngồi đi. Ủa, con chưa lấy quần áo vào nữa hả? Từ lúc mẹ đi bệnh viện tới giờ luôn sao? Con quên rồi mẹ. Mẹ nói thật, con đó thì hay quên, còn mẹ thì lại hay bệnh. Cũng may là chúng ta còn có thi rát.
lúc nào cũng giúp nhắc nhở, còn giúp trả tiền nhà, nếu không á đã bị lấy mất nhà rồi. Mẹ, mẹ nghe con nói, con tuyệt đối không để cho người ta lấy nhà mình đâu. Suốt ngày làm việc để trả nợ cho mẹ, rồi khi nào con mới kết hôn hả? Con quen cũng gần 10 năm rồi đó. Khi nào nhà người ta đến xin á là mẹ cho luôn đó nha. Nhưng mà con không đi dạy hay sao hả? Dạ có chứ. Để con lấy đồ vô trước rồi sẽ đi dạy á. Bà, mẹ, mẹ làm gì mà lâu quá vậy? Đợi nãy giờ luôn đó. Hãy bình tĩnh đi có được không con? Ở gần đây thôi, đi 2 phút là đến rồi. Con phải đón anh Thi Rát trước nữa. Thi Rát là ai vậy hả? Người yêu của con đó, tên là Thi Rát. Nó có người yêu khi nào vậy chứ, bà? Nhìn đi, thấy chưa? Thấy gì? Từ khi nào cô Trắc Thi con có người yêu vậy chứ? Ôi, đi mà không đợi mẹ luôn đó, nhìn đi. Nhỏ thôi. Ai, không cần phải sợ gì đâu, đi xa lắm rồi, không có nghe được. Xa cỡ nào cũng không được nói xấu người khác. Bởi vì cô máy quay trên kia cả quay rõ cô đang làm gì luôn á. Nát mạnh miệng nói to lắm luôn á. Có thật không? Ừ. Nát không có nói gì đâu, đùa thôi. Bình. Ôi nè anh. Gì? Nhưng mà lúc nãy tên người yêu cù Trắc Thi con sao nghe quen lắm luôn đó. Thôi đi, tên gì kệ người ta đi có được không? Đừng có quan tâm tới làm gì. Bởi vì không phải tên khách hàng lớn của ngân hàng thì không cần phải ghi lại, không cần phải nhớ. Nhưng mà sao nghe quen quá vậy chứ? Tên là Thi Trắc Thi. Đặt thở đói bụng lắm rồi đi. Rồi đi. Đi thôi. Cục cưng ơi. Hả? Cửa hàng lúc nãy em đi xem, em thấy không vừa ý một chút nào. Chắc là phải thiết kế lại cái mới cho bác rồi. Nè em yêu, như vậy mà còn chưa vừa ý em yêu nữa hay sao? Cuốn con của anh đã mua nhiều lắm rồi đó. Vừa ý em chắc phải mua luôn cả cửa hàng này luôn rồi đó ha. Thì do em vui mà cục cưng. Những lúc phụ nữ thích đi mua sắm, họ ham muốn đến cỡ nào anh biết không? Cỡ nào vậy hả? Thì giống như lúc cục cưng muốn đó. Muốn cái gì? Thật sao? Vậy thì anh nghĩ là nếu như hai đứa đi mua sắm xong rồi, chúng ta đi làm cái gì đó cho nó hồi hộp một chút đi, được không hả? Cục cưng, đi thật thôi hả? Đi nhanh lên. Khoan đã, bác nhanh vẫn chưa trả tiền đó.